Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mayor Ray. Và hôm nay mình có một cái điều rất là muốn khoe cho các bạn. Đó chính là bình nước. Và mình đã leo được lên 5K5 rồi, đã hoàn thành mục tiêu cuối mùa rồi. Ok, và các bạn có thể xem deck của mình với con Hawk level 9. Con Hawk level 9 cùng với lại Vanky, và nói chung là chỉ có mỗi con quý giá thôi. Con quý giá là level 10, còn lại là 12 với lại 13 để cung. Thì thực sự leo này rất là vất vả, nhưng mà có một cái là rất là hên. Khi mà ba trận cuối của mình gặp những bài tủ mình counter rất là chặt mà đánh rất dễ. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn một vài trận mà mình thấy rất là thích. Thì đây các bạn có thể thấy là cái ba trận cuối của mình thì còn có 2 trận thắng và 1 trận hòa. Một trận hòa mình rất là đáng tiếc khi gặp trận đấy, tại vì là mình đánh rất là dễ những cái bài này. 3 trận cuối này gặp bài counter rất là dễ. Ok, mình sẽ review cho bạn trận đánh với bài Zapel nha. Đây các bạn có xem nào. Thì đánh cái bài này mình đã làm video rất là nhiều rồi về cái việc mà counter cái deck này như nào. Thì cái deck này counter cực kỳ đơn giản, đó chính là cái việc mà các bạn dụ như thế nào để đội phương ra được cái Inferno. Thì như vậy là các bạn sẽ đỡ, nhưng mà các bạn mà ra được Hawk Rider thì các bạn rất là dễ. Ok, các bạn có thể xem. Đấy, mình sử dụng Panky và Goblin để counter con Barrel. Sau đấy là mình sẽ cho Hawk lên, nhưng mà đội bạn xoay khá là nhanh, deck này xoay khá là nhanh. Cái mấu chốt của điểm này đó chính là việc các bạn giữ cung, không dùng cung để counter con Barrel, mà hãy sử dụng Vanky, sử dụng Vanky để các bạn nhử đội bạn ra con ra cái Inferno. Đấy, đó là một cách mấu chốt của deck này. Khi mà sử dụng deck này, deck của mình để đánh deck này nhé. Hoặc là các bạn có thể dùng deck khác, nhưng mà chủ yếu là dùng tránh cho Hawk bị counter bởi Inferno và các bạn đã thắng rồi. Đấy, các bạn có thấy là deck này xoay rất là nhanh. Thực sự rất là nhanh. Nó cũng ngang ngửa với lại deck mình. Ok, các bạn xem nhanh qua rồi. Đấy, các bạn thấy là cái kỹ năng về sử dụng ném Barrel nó cũng rất là hiệu quả trong những cái trận này. Khi mà đội bạn sử dụng Hawk và đánh công Barrel này thì chắc chắn mình phải sử dụng Tornado luôn. Đấy, các bạn, deck này nó cũng xoay khá là nhanh, nhưng mà tuy nhiên nó cũng không thể nhanh bằng deck mình được, vì deck mình là 3.1, cái này là 3.3, không nhanh bằng mình. Đấy, các bạn là và một điều nữa đó chính là deck này nó không sử dụng, thực ra cái trận này rất là hên khi mà đội bạn không sử dụng rocket, không sử dụng rocket hay bone mà lại sử dụng độc, thì mình thấy rất là dở khi mà đánh cái bài mà cấu rỉa thế này mà sử dụng lại là độc. Đấy, khi mà đội phương đã dối bài rồi thì đánh cực kỳ dễ, đã dối bài thì cực kỳ dễ. Đấy, đấy các bạn có thể thấy không, khi mà combo Hawk Rider với lại Around thì ở trong cái bài này cực kỳ là chuẩn, đánh rất dễ. Ok, mình sẽ sang trận này thì mình thua một thanh niên level 13. Đây, các bạn thấy đây, level 13, tại sao có thể canh cổng ở góc này được. Lava này, team Lava mà level 7 với lại full như này thì mình sao đánh được. Ok, một trận nữa mà mình rất là thích, đó chính là trận Lava, nhưng mà Lava không chuẩn bài. Lava không chuẩn bài thì không bao giờ ăn được mình. Ok, xem nào. À, thì đầu tiên thì đội bạn đợt, có Inferno trước, Inferno với lại Adopt.
lẩu. Nhầm. Có lẩu với lại ba ba với lại ruồi. Đấy, đặt lẩu chậm hơn mình. Ở trong cái trận này mình rất là thích được cái pha xử lý cuối cùng của mình, cực kỳ hay. Đơn giản hiệu quả. Và thực ra là mình biết trước là cách ra bài của đối phương như thế nào. Những cái bài này khá là quen thuộc với mình, khi mà lava mà kết hợp với lẩu thì chắc chắn là có những con mà mình có thể counter được rất là chặt. Thì ở trong cái deck này ấy, điểm mạnh của nó chính là mấy con ruồi chứ không phải là mấy con với lại không phải là lava. Thì con mấy con ruồi mà được đi sau con lava thì cực kỳ mạnh. Nói chung là những con gì mà những con to sát thường là những con không phải không mạnh, mà những con mạnh đó chính là những con đi sau con to sát. Đấy. Đấy các bạn có thể thấy là trong trận này mình giữ nguyên giáp, không để cho nguyên giáp chết. Vì trong trận này nguyên giáp là chìa khóa thành công của mình. Các bạn mà giữ được nguyên giáp là các bạn đã thắng được 80% rồi. Đấy, trong trường hợp này thì mình đã mất lợi thế khi mà trụ của mình còn mỗi 908 máu, trong khi đội dạng là vẫn còn 2000 máu. Thật sự là khá là khó. Tuy nhiên là những pha xử lý gọi xuất thần thì các bạn có thể đều độc đảo ngược được tình thế rồi. Thì các bây giờ các bạn xem cái trận này, mình sẽ đẩy quân nhanh hơn khi mà biết chắc đội bạn sẽ còn dùng 33 hoặc là dùng dùng ruồi, thì chắc chắn là mình cứ quăng. Sau đấy là mình sẽ dùng Tornado. Vì đội bạn không có một con nào có thể giết, à không có mang hai spell, tức là ví dụ như có fireball với lại có giáp. Nếu mà có fireball với có giáp thì con giáp của mình cực kỳ khó, và cực kỳ khó trong những tên này. Vì là một mình nó phải chống đỡ, mà bây giờ nó chết rồi thì chết luôn combo, và như vậy mình sẽ chống rất là khó. Vì vậy là ở trong cái bài này mình cực kỳ hên, nói chung là đánh hay không bằng hên khi mà các bạn gặp những cái bài khó như này. Đấy. Mà một điều nữa mình có thể nói rất là khó khi mà sử dụng cái con Mega ấy, con Mega cùng với lại level của con Nguyên Giáp, thì cái con Mega nó lại gọi trâu hơn. Khi hai con bằng level với nhau thì solo thì con ruồi vẫn hơn. Đấy, đó là một trận rất là hay. Tiếp theo mình sẽ review một trận nữa. Đâu nhỉ, mà trận này mình rất là thích. Đó chính là trận đánh với lại Minh Béo. Thực ra trận đánh với Minh Béo này thì cũng khá là đơn giản thôi. Khi tại sao mình lại nói là đơn giản? Tại vì đơn giản là trong đích mình nó có thể counter được 3 con. Khi mà around của mình đã counter được con ruồi 3 này, con gang này, xong rồi lại cả pin set nữa, thì thực sự là rất là dễ trong cho mình cho những bài này. Ok, thì một trận thua về Hot Cycle thì mình thường Hot Cycle mình mấy cái deck mà hai mấy thì mình rất là khó đánh, khi mà đội bạn xoay rất là nhanh nhưng mình không ăn. Ok, thì đấy là những trận đấy, mình xem là trận nào hay nè. Ok, đây là trận này hay này. Với Hot Cycle 2.8 thì mình đơn giản hơn với 2.6, vì 2.6 xoay nhanh lắm. Và một cái nữa là đó chính là việc con Archer khi mà nó lên level 13 rồi thì con cung round của mình nó không thể giết được, mình rất là khó. Còn mình rất ghét những con Archer nhé, tại vì nó đứng ở một tích xa xong nó rỉa con Cranky của mình. Đó. Ok, mình sẽ review nhanh. Trận này đánh khá là nhanh thôi. Khi mà đợi bạn đánh cũng không chuẩn bài lắm. Tại vì nếu mà chuẩn bài thì mình khó ăn lắm. Vì cái deck này nó xoay nhanh, với lại là một cái điều nữa là mình sẽ gặp bất lợi khi mà việc mà nó dồn quân. Mà một cái nữa là con Muscity của đội bạn cũng khá là khó chịu khi mà bắn con Vanquish của mình. Nên là mấu chốt của trong cái deck này ấy, đó chính là việc mà các bạn phải đợi cho con Knight với lại con Muscity nó đi cùng nó qua cầu phát đấy, thì các bạn sử dụng con Vanquish, để cân 2 thì các bạn đã lợi rồi. 4 mà cân đấy được 7, và các bạn lợi rất là nhiều rồi.
Ok. Và một điều nữa là trong cái deck này nó sử dụng Canon ấy, thì Canon counter hot cực kỳ tốt. Counter hot cực kỳ hot tốt và chặt. Đấy. Bạn thấy là khi mà đẩy quân nhanh thì đội bạn sẽ bị rối. Và thứ hai nữa là các bạn đánh, ví dụ như một bên mà các bạn đánh không hay, không được ấy, tấn công không được, thì các bạn nên đánh hai bên. Như vậy các bạn sẽ làm giảm đội hình của đối phương. Đấy. Thật sự đánh phải trước thời cơ. Và thứ hai là đánh phải linh hoạt. Ok, một trận nữa nào. Mình xem trận nào mình thích nữa nào. Trận này 0-3 thì cũng chả nói làm gì. Vì đối thủ mang Lighting Around, nhưng mà hình như trận này là đối phương đánh lỗi quá nhiều. Đấy, các bạn có thấy là đây, các bạn có xem là sáng nay, lúc sáng nay ấy, thì mình là rớt xuống 5090 mấy. Sau đấy là mình đánh và victory rất là nhiều. Đấy, đánh rất là lâu rồi, 6 giờ tước là defeat này. Ok, và xem trận một trận nữa nhỉ. Mình sẽ review một trận Bahamut là dễ. Đây các bạn có thấy là khi mà deck mình mà gặp con Mota ấy, Mota 2.6, 2.8 vậy đấy. Mà nó gặp mà kiểu này ấy, thì mình rất là khó đánh khi mà con round của mình nó không giết được con Archer này. Mình rất thua rất dễ mất lần đấy. Ở trong những trận đấy là mình chỉ gọi là nếu mà muốn thắng được ấy, thì thường là đội bạn đánh lỗi một vài turn là mình có thể thắng được. Khi mà ví dụ như các cái vòng xoay nó cứ đi cùng với nhau ấy, khi mà có một mắt xích mà nó cứ bị lỗi, nó bị đã bị thay đổi phát là các bạn sẽ lực ngược được. Ok, mình sẽ review một trận hòa. Khi mà Bahamut này thì deck này đất là deck cơ bản thôi. Hot hiện tại. Khi mà Bahamut bắt ram. Nóng quá. Mặt đen đấy cả. Ok, thì các bạn có mấu chốt của deck này đó chính là việc mà con Bahamut và con Musk nó thường nó sẽ tấn công hai bên và các bạn thủ rất là khó. Mà deck mình một cái nữa là chỉ có around thôi, chỉ có around là spell thôi. Và thứ hai nữa là một điểm yếu của con viên giáp đó chính là cái việc tầm xa của nó không xa bằng Musk. Nó hơn nhau là 0.5 ô. Vì vậy là rất là khó khi mà sử dụng là solo. Vì vậy là thường là các bạn phải để cho con mắt nó bắn vào trụ, sau đó là mình sẽ sử dụng Winzard để giết. Chứ nếu mà để mấy con mắt nó bắn vào Winzard thì cực kỳ là khổ. Đấy, các bạn thấy tên này. Và một tí nữa cuối cùng là mình sẽ dự trừ một trận mình béo. Hình như lúc nãy thì mình cũng xem có bài Golem không. Hầu hết hiện tại bài Golem thì mình rất là khó ăn, tại vì là trong cái deck mình ấy thường nó sẽ bị dồn quân và sau đấy nó sử dụng Lighting cực kỳ khó. Nói chung là deck nào nó cũng có cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau thôi, nhưng mà các bạn cứ đánh rồi leo cúp ấy thì các bạn nên thường đánh một deck thôi. Các bạn đánh một deck mà nó thuần thục tất cả những trận đánh ấy thì các bạn có thể mới leo nhanh được. Ví dụ như là các bạn có thể hôm nay các bạn tụt, nhưng mà các bạn ngày mai các bạn lên khá là dễ. Vì nhiều lúc nó bắt cặp những cái trận nó dễ, mà phải có trận nó khó. Đấy, các bạn thấy không? Mình tốn tới 7 Ailey để giết mỗi con hai con bug. Thì Bathram cực kỳ khó chịu khi mà 4 Ailey rồi. Nếu mà các bạn mà không để ý là nó sẽ cắn nát luôn cả trụ bạn. Để đâm nát chứ, mà cắn nát rồi. Thì đấy, các bạn có thể đối thủ đã nhân được 2 bình rồi. Vì vậy là trong những cái bài này mình phải đánh cực kỳ cẩn thận. Bây giờ thì mắt nó đã chuyển sang bên kia rồi thì mình cứ đổi trụ ngay, mình sẽ bỏ trụ đấy luôn. Đáng lẽ là trong những turn này mình không nên thả con Winzard ra là sớm. Đấy, các bạn thấy cực kỳ là nguy hiểm. Khi mà
Và có một điểm nữa là đó chính là việc mà ba con ba cô tiên này cực kỳ là khó chịu khi mà hai bên đã cân bằng về một một trụ rồi thì thường họ sẽ đánh bất ngờ, tức là họ sẽ thả ở góc góc giữa này đấy, cực kỳ các bạn phải lưu ý nhé. Những trận này như vậy các bạn phải thả tanh ở cái giữa này, thả tanh ở giữa thì các bạn mới không bị bắn. Thế nếu mà các bạn để thả tanh ở một vài bên ấy, ba con mất bắn chết một cái trụ chỉ mất vài giây thôi, mất vài giây nó nát cái trụ rồi. Đấy, mình biết vậy là mình phải cứ phải thả tanh ở giữa và chia nhỏ ra đánh. Và trong cái bài này thì đội bạn cũng không dám kéo thả ba mất ở giữa. Thì đấy là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm đấu trường thôi các bạn. Nhớ ông nào mà năm ăn năm thua thì họ sẽ thả kiểu xính giữa rồi, họ sẽ dễ thắng. Ok, mình sẽ xem trận có trận nào mình béo hay hay không nào. Đây thôi, không review một trận mình béo nữa mà chỉ mình sẽ review trận là với lại Nightwish và Mota. Thì trận này mình đánh rất là dễ thôi, khi mà mình không bao giờ thua những Mota mà kiểu Mota lung tung đâu. Ví dụ như Mota mà Mota Hawk thì cũng khó. Tuy nhiên Mota mà nó kết hợp với những cái khác mà 3 chấm hơn trên 3 chấm là mình không sợ. Thường là họ sẽ nhanh xoay cùng mình thôi, tốc độ xoay bằng mình thôi. Đấy. Một điều nữa đó chính là việc mà các bạn không nên thả Hawk cùng làn với lại Mota, mà cứ để Hawk nó đánh làn đối diện thì con Mota nó sẽ tự bắn vào cho con Hawk. Và như vậy là chúng ta có thể lãi, cùng lắm là chúng ta sẽ bị mất một tên bị trúng trụ thôi. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể là làm phân tán được cái lực lượng của đối phương. Đừng có bao giờ lao vào đầu Mota là các bạn sẽ chết đấy. Đó chính là kinh nghiệm xương máu của mình. Thực sự mà khi mà đội bạn đã thả con này hút ra rồi thì mình thở phào nhẹ nhõm luôn. Tại vì sao? Tại vì là mình không sợ cái bài Mota lung tung, mà mình chỉ sợ bài Mota mà có 2 chấm mấy rồi. Bài đấy xoay cực kỳ thốn. Và những cái bài nhanh kiểu đấy, bạn một là các bạn sử dụng những con tanh như kiểu là Zion hoặc là Mông Béo. Hai là các bạn đánh cái bài Hawk Cycle. Hawk Cycle 2 chấm mấy thì Mota sẽ mà gặp Hawk Cycle thì không bao giờ ăn được. Không bao giờ ăn được. Thì tốc độ của hai deck là xoay bằng nhau. Đấy, các bạn bao giờ đấy. Trong một điều nữa là chính là việc mà con ở trong cái bài này ấy, thì con Eora của mình giết được con Archer luôn, vì nó con Archer này có 12 thôi. Đấy, các bạn có thấy là cực kỳ đơn giản. Và đấy, đây là tất cả những gì mà quá trình của mình đã thành công rồi. Đây là 5k5 thì cũng là rất là hạnh phúc rồi, khi mà deck của mình nó chính là cùi cùi như này thôi. Và sau session này thì mình sẽ lên được Hawk 10 thì mình sẽ cố gắng là lên những nấc thang mới. Nhưng mà chắc mùa sau thì cũng vậy thôi, thì vì mùa sau deck của mình không thay đổi nhiều. Không thay đổi nhiều thì mình không khó mà lên lắm. Cũng cùng lắm là cũng chỉ được cái bình nước này thôi. Và đấy là tất cả những gì mà của mình. Và các bạn nào mà có những thành tích nào thì cứ share comment cho mình biết, và cùng nhau phát triển, cùng nhau phấn đấu. Và đây, xem nào, thời gian là hình còn 1 ngày 2-3 giờ nữa, tức là còn tròn 2 ngày nữa. Và xem top local nào, mình đang đứng ở đâu. Cũng hãnh diện lắm chứ. Đấy, hãnh diện lắm chứ. Tăng 232 bậc và đứng ở vị trí số 62. Ok, đó là một điều vinh dự cho mình rồi. Và xin chào các bạn. Nhớ, nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh của mình để có những clip hay hay. Xin chào.